Hi, xin chào các bạn. Và tối hôm qua thì iPhone 15 đã ra mắt rồi các bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá iPhone 15 để cho bạn xem tham khảo nha. Và khi nào tại Thế Động Điện Máy Xanh có mức giá chính xác thì Quyền sẽ làm một video cập nhật liên tục để gọi đến tới các bạn có một mức giá tham khảo, và chúng ta có thể tham khảo trực tiếp tại website thedong.com hoặc điệnmáyxanh.com để chúng ta có thể biết nhiều thông tin hơn các bạn nha. Và xin mời các bạn cùng Quyền cùng nhau cập nhật giá dòng điện thoại iPhone 15 nên mình cập nhật tham khảo các bạn nha. Mức giá của dòng điện thoại iPhone 15 Pro 128GB là $999, dự kiến thế má đâu luôn các bạn nha, chắc tầm khoảng 24.990.000. Mức giá của dòng điện thoại iPhone 15 Pro Max 256GB giá dự kiến sẽ là $1.199, chắc đâu đó tầm khoảng trên dưới 30 triệu các bạn nha, cộng luôn thuế khi mà về Việt Nam các bạn. iPhone 15 thì chúng ta sẽ có mức giá là $799 và cho biên bản 128GB các bạn nha. Ở đây là giá tầm khoảng 19.990.000. Này iPhone 15 Plus thì chúng ta sẽ có mức giá là $899 bản 128GB thì chúng ta sẽ mức giá là $21.990.000. Đây là mức giá tham khảo nha các bạn nha. Còn khi nào mà có mức giá chính xác tại Thế Động Điện Máy Xanh thì Quyền sẽ cập nhật cho các bạn xem chính xác hơn. Sáng nay Quyền sẽ cập nhật thông tin cấu hình của dòng điện thoại iPhone 15 cho các bạn xem tham khảo luôn nha. Màn hình là 6.1 inch, đây là màn hình OLED, hệ điều hành là iOS 17, camera chính là 48, camera phụ là 12, camera selfie G12 và sử dụng con chip là Bionic A16 các bạn nha. Dung lượng 128GB nè, 256 và 512GB. Và chúng ta sẽ có 5 màu để chúng ta lựa chọn các bạn nha: màu đen, màu trắng, màu xanh, màu vàng và màu hồng. Đối với dòng điện thoại iPhone 15 Pro và 15 Pro Max thì chúng ta sẽ có 4 màu để chúng ta lựa chọn, đó là màu đen, màu trắng, màu xanh và màu vàng các bạn nha. Cấu hình của dòng điện thoại iPhone 15 Pro thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.1 inch, đây là màn hình OLED, hệ điều hành iOS 17, camera chính là 48, hai cam phụ là 12 chấm và chúng ta sẽ có camera selfie là 12 chấm, chip là Apple A17 Pro các bạn nha. Và chúng ta sẽ có dung lượng là 128GB, 256GB và 512GB và 1T là bản cao nhất. Đối với dòng điện thoại iPhone 15 Pro Max thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là các bạn không cần phải bàn về độ sắc nét của màn hình OLED rồi. iOS 17 các bạn nha, camera chính là 48, camera phụ là 2 cam 12 megapixel, camera selfie là 12, chúng ta sẽ có chip là A17 Pro các bạn nha. Dung lượng sẽ là 256GB, 512GB và 1T. Và đầu tiên vừa cập nhật cho cô chú bạn mình xem tham khảo về thông tin và cũng như là mức giá tham khảo của dòng điện thoại iPhone 15. Thì cảm ơn video này sẽ mang hữu ích cho cô chú bạn mình nha. Rồi, xin chào và hẹn lại cô chú bạn mình trong các lần sau. Đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ Quyền với nha. Bye bye.